có những nhành mai đã cho bông sắc màu. Phong sắc tập nập cây lá ươm mầm, chờ một năm mới về quê mình. 365 ngày rồi thật nhanh đã trôi qua. Khi muốn bước thật nhanh lên chuyến xe về nhà. Trời ơi, dạ dạ tình thương biết bao. Dạ dạ về nhà là thấy ấm trong lòng. Dạ dạ về thôi. Giờ thì về nhà mua thôi. Về ăn cơm nhà nấu. Giờ thì về nhà nhanh nhanh nặng. Không phải bom chen về cuộc sống u sầu. Giờ thì về nhà mua thôi. Về vòng tay gia đình. Chịu. Tao nói cho mày biết, tao cho mày một tuần nữa lo mà kiếm tiền trả cho tao. Một thì tao lấy cánh tay của mày, hai là em gái mày phải đi làm gái trả tiền cho tao. Thả tôi ra. Anh muốn làm gì tôi cũng được, anh không được đụng tới em gái của tôi. Mày hay lắm, nếu mày thương em gái mày thì mày lo đi kiếm tiền trả cho tao. Còn đây là giấy nợ. Nếu anh có 20 triệu, bây giờ anh viết giấy nợ 50 triệu, tôi không ký. Tao chưa có biết làm từ thiện cho em. Mày nghe kịp chưa? Buông ra. Buông ra tôi ký. Đè gì sao tôi ký? Buông ra. Ký đi, ký. Được. Ngon lắm. Tôi về được chưa? Hẹn gặp lại mày trong một tuần. Không bắt tay không? Diễn viên xong. Rồi, chuẩn bị quay. Quay đi. Wow, đẹp quá. Cảm ơn anh nha, làm riết lên tay thôi à. Anh khen đẹp là khen em á. Làm cái gì á? Anh nói cho anh biết nha, anh dê ai cũng được, chứ anh dê con Dương này thì cho anh hưởng Dương sớm đó. Đạo diễn ơi, đạo diễn, ai da. Cái gì vậy? Ai da, đạo diễn ơi. Ủa? đạo diễn vậy? Anh Minh có sao vậy? Anh Minh, trời ơi, quá nhan gì dữ quá vậy, đánh diễn viên luôn nè.
Giữ cái gì? Bây giờ nè, đổi quá trang hát luôn mới làm, còn không để tôi không làm nữa đâu. Anh nói cái gì? Trời. Anh đòi đuổi ai? Tôi cũng không bao giờ làm việc với một diễn viên không có đạo đức nha anh. Làm gì có quá trang vậy? Nào vậy không thấy không? Giữ cái gì? Cho nghỉ đi. Từ nay đừng bao giờ gặp tôi nữa nha. Anh làm diễn viên, làm gì anh làm chứ? Bà nói tôi bực bội luôn á. Anh làm đốt đốt về đi. Trang chữ nó trang gì kỳ vậy? Cho nó nghỉ đi, tôi không làm nữa đâu. Mày á, mày coi giùm tao nha. À, hay lắm. Hỏi quá Trang đi. Trời đất ơi, em làm make up mà làm gì dữ vậy? Tôi làm make up chứ không phải làm gái. Nhưng mà em phải chịu đi làm nghề, em phải chịu nhường nhịn diễn viên tí xíu chứ. Giấy còn thì nợ còn. Nếu giấy mất thì nợ mất. Còn nếu giấy không mất thì người mất luôn. Ê, sao sai sao nghe mày nói gì sao mình mất mất à? Ai chết vậy? Ai mới ngụm của tội? Chú á. Mày nghe mất mất người ta hỏi, hỏi gì kỳ cục mày. Chú đó không? Ôi trời ơi, nước của tao bán mà ngày nào tao uống. Chú đánh rồi đó. Hỏi câu dư quá được rồi. Trời ơi, tao bán cà phê thì sáng sớm khách lợi gần cả trăm người, tao mới đi ra đi vô đi tới đi lui, công chuyện đăng đăng đê đê từ đây tới tối, tao đâu có làm gì đâu. Vậy chú giúp con chuyện được không? Giúp chuyện gì? Chú ở đây chú bán quán, chú sẵn chú coi con chế SH được không? Mày có SH? Trời ơi, ngon quá. Đâu 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 đâu, để đâu chú. Trời ơi, thôi ông ơi, ông đổ cái banh nguyên cái sớm mày luôn. Cái chiếc cúp thì nó đại chiếc cúp đi, còn đưa lên cái SH. Chú ngộ à? Thì đối với chú là chiếc cúp, nhưng mà đối với con nó là chiếc SH. Cả gia tài của con á, bây giờ con chỉ có nó thôi đó, nên chú phải giữ giùm con. Sớm viền ở nhà qua chú cháu á, có thể giúp mày giữ chục được, phải không? Nhưng mà mày phải nói cho tao là chiếc cúp. Thì chiếc cúp SH. Không, chiếc cúp tao mới giữ giùm. Còn mày nói với anh Thác, lỡ đi tao công chuyện lu bu ở đây mất chiếc xe mày, tự nhiên cái xe cột của mày tao đờ chiếc anh Thác, tội nghiệp tao chứ đứt. Thì chiếc cúp. Ờ, thì được, cúp mà tao giữ giùm. Nhưng mà quan trọng nè, mày đi lẹ hay là đi lâu, nói nghe coi. Thì con đi lẹ lắm, tối con về. Mày đi lẹ lắm mà tối mày về. Thôi nếu sẵn mày đi rồi thì mày ra tiệm chụp hình á, mày chụp giùm cho chú một cái tấm hình 15 khổ 24 đi. Chị chú đi còn không kịp nữa, ghé chụp hình chứ vậy. Chụp hình đang đem về, hình mày ra tao để kế ba tao, tao thờ, tao lại tao cúng mày luôn. Trời mày rảnh quá, mày đi chút xíu, mày đi từ đây tới tối mày về, vô tao coi chiếc xe mày hả. Nè nói chuyện cho mày nè, nghe đi. Công chuyện của chú á, dữ 5-10 phút thì được. Biết bao nhiêu công chuyện đang đăng đi không? Nè vừa quán nè, vừa khách nè, vừa vô cho mấy con gà ăn trong này, rồi vô trong nhà cho mấy con heo ăn. Nếu tao không cho ăn thì bà xã tao mới ra, bà chửi tao sao? Mày không có hiểu được cái con người của tao. Tao lúc nào tao cũng tôn trọng vợ tao chứ, là chiếc cúp của mày thì... Alo, anh nhờ chút phát chưa? 15 phút rồi đúng hẹn. Một sống một còn, được thì hận cả, ngã thì cục nợ còn nguyên. Ok, rồi chờ đó. Ê, mẹ nó dừng đâu. Ly không ai ly lên trước. Ơi. Ơi, thằng nào mà sớm sơ sớm sát vậy trời. Cảm ơn anh cho em xin lại vali. Cảm ơn cái gì vậy ba? Ai muốn ăn đòn hả? Tụi này tụi nào vậy? Mấy này nó chưa hiểu ý tao. Đúng không? Nè. Nói cho mấy em biết. Chưa biết tánh anh phải không? Nóng lắm. Dạ. Đồ của anh á mà anh chưa cho phép đó nha. Mà chỉ cần một ngón tay đụng tới thôi là coi như về thăm ông bà mà không tốn tiền xe. Dạ. Ê, mày ghen. Dám nhận đại đồ của đại ca là đồ của mày hả mày? Dạ không, cái vali của em là toàn là những giấy tờ quý hiếm không. Ai nói cái vali này là của mày? Mày nhận định sao cái vali này của mày? Mày nói tao nghe coi.
Đại ca không tin đi mở mật khẩu. Mật khẩu là 3 số 1. Hả? Đại ca, con mở ra không đại ca? Ngu quá. Biết ở trong này là cái gì không? Mở ra là ở tù cái đám ha. Nhưng mà nó nói, nó biết mật khẩu cơ đại ca. Mày nói mày biết mật khẩu? Dạ. Mật khẩu mày số mấy? Mật khẩu 3 số 1 á. 1, 1, 1. Dạ đúng rồi. Mà nếu tao mở không ra đó là coi như mày về thăm ông bà không tốn tiền xe. Nghe chưa? Mở ra cho tao coi. Đúng 3 số 1 đó tao. Dạ có. Thằng Hụ đẩy ra thằng nào? Dạ. Thằng nào? Dạ, dạ thằng Đức. Thằng Đức. Anh đẹp chú ơi. 12 ngàn con, 12 ngàn. Trời ơi, bắn mắt thấy chú. Mắt cái gì trời ơi, thiệt tình. Ê, sao con nửa tờ vậy mày? Sáng chạy nước 12 ngàn, đứa có 10 ngàn, thiếu 2 ngàn. Cái gì chú? Đứa tao thêm 2 ngàn nữa. Bữa khác con trả con gấp lắm rồi. Trời ơi, bữa khác. Ê, trả không trả tao không cho mày đi à. 2 ngàn phải không? 2 ngàn. Chú cháu có 2 ngàn à? Đó, đi thọc thẳng với buôn bán nó cực khổ cho đâu mày. 2 ngàn đâu phải vậy kiếm đâu đứt. Trời ơi, bây giờ buôn bán cả ngày kiếm 50 ngàn. Đứa chán đó mày. Ê, bà bà ơi. Cái gì nữa chú? Trời ơi, 10 ngàn tiền giữ xe con. Con mệt chú quá nha. Chú đừng bán nước nữa. Chú đi làm phòng học đi. Làm gì? Cũng mạo quá mà. Trời ơi. Nè, 1 ngàn phải không? Còn 6 ngàn lấy đi. Tụi nó tới kìa. Mời đi nó vô. Mời đi nó vô. Đừng. Chạy kìa. Đồng bán. Đồng bán. Lấy xe dí nó cho tao. Dạ. Dạ. Trời ơi, chị uống nước đây nè. Đang nắng nông nôi nè. Uống nước gì? Cái gì vậy? Trời ơi, trời nắng nôi thì vô uống nước cho nó mát. Có nhiều nước không? Bán đủ loại nước hết. Cho ly hộp bé. Cũng dễ bắt được tao lắm hả? Giờ này còn có điện thoại nữa. Anh hai nghe nè. Anh hai, anh tới lâu rồi, qua đón em lẹ đi. Tao sắp tới rồi, mày đợi tao xíu đi. Ừ. Ngu. Đó nè. Đuổi theo. Mấy cái thằng này không hiểu tánh tôi mà nóng mày nhé. Mày đứng nào đây cả? Để ta coi coi. Dần thân tỷ hợi. Hợi hợi hợi. Hướng lò heo. Bỏ một bẻ lưới bao gọn tụi nó. Bắt tụi nó. Cha dây sờm này. Tự nhiên công công là mình mất chớp này chứ. Biết chạy hồi nãy bẻ luôn cái răng con chả rồi. Tức thiệt. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Làm gì hỏi em, từ từ đổ nóng này em chứ. Ủa có vali của ai vậy anh hai? Của ai kệ tao. Ủa chi? Cái gì vậy? Chạy vô. Đó kìa. Lên lên lên. Đây đây. Anh hai, chở em về nhà đi. Đi mà, về nhà. Tao nói với mày á, bây giờ về nhà là thế nào tụi nó cũng tìm tới à. Rồi nó bắt tao nó đánh. Nó bắt mày đi làm gái đó. Tao nói cho mày biết nha, làm em gái tao sướng làm gái là cực lắm đó. Mày lỗi tại ai? Cũng tại anh hết đó. Ra ngoài đường gây họa, rồi về nhà bắt em gái không à. Tết dứt tới nơi rồi kiếm tiền về nhà ăn Tết tao không chịu. Mẹ mày biết là mẹ buồn lắm anh biết không? Mày tưởng tao không buồn hả? Mà mày bớt chị chiết tao được không? Chuyện nó lỡ xảy ra rồi, giờ mày chị chiết tao hoài có giải quyết được gì đâu. Với lại giờ về là nguy hiểm lắm. Phải chi á, nó bắt tao đi làm gái tao cũng đi làm nữa. Rồi bắt mày đi làm gái á. Đi trốn đi. Không, em nó có bắt nợ người ta đâu, mất ngày gì em phải trốn. Bây giờ nó không về đúng không? Không về em đi về á. Đi không? Từ từ. Về về. Có gì cho bắt hai đứa luôn. Tao bắt mày đi làm gái tao về tao mát mẹ. Tao nói mày đi làm gái. Bỏ luôn chạy, bỏ luôn. Anh ơi, trời ơi. Bỏ luôn. Nói em hả anh ơi? Nhanh lên. Đúng là ông anh trời đánh mà.
cái trời ơi tôi sao tôi khổ như vậy trời ơi thiệt tình luôn á. Tụi đó đâu? Dạ báo cáo đại ca, mất dấu rồi đại ca. Mất dấu. Dấu. Gì vậy mày? Mày biết tẩu gì chưa? Dạ. Dạ nhẹ mày. Dạ mạnh lên. Tao cho tụi bay biết. Tụi bay nè. Là tung cái thành phố này lên. Dạ. Tìm chứ được không có ly gì cho tao. Dạ. Dạ. Mà tìm được tụi nó rồi sao đại ca? Xử chứ sao. Nếu không tìm được cái vali và tụi nó đó, hai thằng bay cũng phải đi về. Về đâu đây ca? Về thăm ông bà mà không tốn tiền xe. Dạ, cảm ơn đại ca. Tụi bay biết tánh đâu bà? Dạ, nóng lắm. Coi chừng tao á. Dạ. Đi về. Tụi bay coi chừng tao kìa. Dạ. Thì anh được đại ca cho về quê thăm ông bà mà anh làm gì buồn dữ vậy? Biết về thăm ông bà là đi đâu không? Đâu? Trời ơi, mình ngu quá là đi xuống dưới đó. Xuống dưới nào? Ông hủ. Ghê quá vậy. Anh, mà đại ca làm gì giữ của vậy? Cái vali có gì quan trọng không? Mày biết trong vali đó có cái gì không? Cái gì? Mày muốn công an cộng đồng tao với mày hả? Cho nên cái vali đó rất là quan trọng. Mất vali là mất một khoản lớn của đại ca. Cho nên đại ca xử mày là đúng rồi. Em hiểu rồi. Tại em giống như ếch ngồi để giếng nữa. Em chưa hiểu gì về công việc của đại ca. Thì thôi mình đi tìm đi anh. Chào chú. Anh ơi, dừng lại đây. Dừng lại. Mày làm gì vậy? Nó tới. À, Minh diễn viên tới chơi sao mày không nói tao biết? Không phải tới chơi, nó tới kiếm em. Bữa nay hai đứa mày ra mắt luôn hả? Không phải, hồi nãy em bẻ tay nó trên đoàn. Mày đi nha. Gái một đứa gắn mắt, chơi gì cũng chơi bẻ tay nó. Trời ơi là trời. Không có phải, nó sàm sỡ em, nó làm nhục em. Nó làm nhục mày hả? Ừ. Lúc đó mày có nhục không? Nhục. Cái thằng chó này dám đụng tới em gái tao hả? Anh định làm gì vậy? Mày ở đây đi, để tao vô tao đục nó cho mày coi. Mày là thằng binh diễn viên phải không? Bữa nay mày đóng vai sàm sỡ nữa hả? Biết bao nhiêu người mày không sàm sỡ? Mày dám sàm sỡ em gái tao hả? Mày biết tao là ai không? Một con Pikachu chưa biết định cái. Mà không có giỡn mặt mày hả mày? Mày đâu? Ủa không phải điên mình hả? Trời ơi, anh Dương này không có nhà cửa gì chứ. Dương ơi, chạy anh đi Dương ơi. Dương kìa bắt ra. Chạy tao đi. Nó đụng tao. Lẹ lên. Chạy nhanh lên. Anh vô, anh vô. Chạy vô, anh vô, anh vô, anh vô, anh vô, anh vô. Từ từ. Cái gì? Từ từ, tao không có tăng thấy đường. Em vẫn chạy bình thường mà. Anh em mày dừng lại coi. Dừng lại. Cái gì vậy anh hai? Trời đất. Nguyên cái xe nồn không dính gì với hai thằng thâu này vậy? Trời ơi, thôi giục đi. Còn mới lắm, giục ổn lắm, mày mặc không? Anh nghĩ sao mày mặc vừa cái size này vậy? Trả lại cho người ta đi anh. Biết ai mà trả? Lẹ đi. Của bà nào vậy? Tao đâu biết của bà nào. Mang cho bà áo trắng đại đi. Không được, áo trắng mà áo đỏ nổi lên gì kỳ lắm. Trời ơi, anh lẹ giùm em đi anh hai. Nó tới kìa, cho bà này nè. Lẹ đi anh hai. Nhìn lên, nó tới giờ nè. Chạy hướng nào anh hai? Mày chạy hướng này đi. Ok. Nhìn lên. Nè nó kìa, chúng ta đi. Ê, tụi nó tới. Giờ sao? Nè lại, về lại. Từ từ dưới đây. Ê, quán gì xin ra lại kìa. Dạ, vô đi. Dạ.
lại. Chào anh, em tìm Sơn Kha Lai hả? Anh Sơn Kha Lai ơi, anh Sơn Kha Lai. Ơi, ai đó? Em Đức nè anh. Em chưa bắt gặp nè. Ủa chị, kiếm chồng tôi có chi không? Có chuyện à. Gấp lắm. Dạ, anh vô không? Đây. Dạ. 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 Vô đây. Đó nè. Đó nè. Theo nó đâu? Theo của tụi nó đâu? Đây nè, đây nè, tụi nó đây nè. Nè, tụi nó mày nè. Vô đi. Anh ơi. Sơn. Kiếm anh nè. Ủa, Đức với Dương hai người ở đâu đây? Chuyện dài lắm, giang hồ đang dưới anh với Dương. Dạ, ra ngoài giải quyết em. Để đó cho em. Còn hai người, theo em. Đi Dương. Dạ. Đây nè, trong đây nè. Quay, quay, quay. Đâu á? Nè, cái ông kia, hai đứa nó trong này phải không? Đứa nào ở đây? Ông có tin lục tung chỗ này đúng không? Cái gì vậy? Đại ca. Cái gì từ từ nói chuyện chứ. Xin lỗi, xin lỗi, dạ, xin lỗi. Cho thăm chút anh. Cái này đây. Anh có thấy một nam một nữ chạy vô đây không? Ở đây không có nam và nữ nào hết. Ở đây chỉ có phần nửa thôi. Nè, ông có tin tôi hốt hết chỗ này không? Hốt đi, hốt đi, hốt đi. Ủa? Mà anh kiếm ai? Kiếm thằng hay là kiếm con? Ở đây chỉ có người giống như em thôi. Nghe. Dạ. Nãy bà đồ hốt phải không? Dạ. Vô đi. Vô đây. Đại ca ơi, đại ca kêu em giết ai cũng được, chứ vô chồng muốn giết em chết. Ghét quá. Mày. Dạ, sao đại ca? Sao đại ca không vô? Mày biết tánh tao mà. Nông lắm. Nhưng mà nhát. Vô. Cái gì vậy ba? Đại ca, nhà em là con một, ba má em chưa có cháu nữa đại ca. Đi đi. Không, ông sầm chỗ này tự nhiên có đứng khắp à. Mệt quá. Ông ấy anh vô đi. Trời ơi, sắp Tết tới nơi rồi. Em sale ốp giảm giá cho 50%. Má ơi, đấy. Má tập thấu tiền lại con không dám. Trời ơi. Đại ca. Sợ gì? Lây. Bây giờ sao đại ca? Đứng được. Dạ. Qua bên kia đứng được. Dạ, dạ, dạ. Anh, vô đi. Dạ. Anh sao? Đây. Biết. Còn anh, vô đi. Xin lỗi. Nhà tôi ba đời làm đàn ông, đợi tôi cũng không ngoài lệ. Sao? Đàn ông mà mặc áo bông vậy đỏ. Để người ta. Chồng ơi, ra đi chồng. Tôi đi hết rồi hả em? Ừ. Anh Đức ơi, Dương ơi. Ôi trời. Gì vậy anh hai? Còn run quá. Chế, họ đi thiệt rồi phải không chế? Ừ, tụi nó đi rồi. Tụi nó đi qua bên đường, tụi nó đứng chờ bển á. Cái gì? Đứng bên kia đường? Ừ. Vậy là đứng bên đó để canh tụi em. Ừ. Anh hai, giờ sao? Anh nghĩ tụi nó không có tha cho anh em mình đâu. Thôi anh nghĩ vậy, để anh em đi đi. Chứ ở đây liên lụy hai vợ chồng em à. Liên lụy cái gì mà liên lụy? Anh Đức với lại Dương từng là người ân cứu mạng của em mà. Anh ơi, cứu tôi. Trời ơi, cái gì vậy? Sao máu không vậy ghê? Trời đất. Anh hai ơi, giường sao vậy? Thôi cứu đại đi. Lên xe, lên xe. Lỡ liên lụy tới mình sao? Cứu trước thì tính sao? Dạ. Phụ tao. Leo lên, leo lên anh. Lên, lên. Rồi anh hai. Ôi, lên. Cái ơn cứu mạng của anh Đức với lại Dương đối với em lớn lắm. Nên hôm nay hai người gặp chuyện, em phải ra tay cứu giúp mới được. Mọi chuyện có để em. Dạ, suy nghĩ đi. Hả? Em vậy? Làm vợ được không? Xong bữa tối người ta ngủ không được á. Tôi kêu nhờ giúp mà không giúp. Bữa nay rồi. Con Đức với giường ở đây. Làm vợ có như đó cũng xong. Để đó cho em. Em đã có khách. Kìa, nói ra kìa đại ca. Đại ca đúng là đoán như thần. Thần thông diệu toán mà. Dạ. Đeo đứa thay vào tao. Từ từ, từ từ. Đừng đoán tao. Đeo tao.
Cảm ơn anh nha. Dạ. Anh, giờ mình đi đâu? Giờ đi ra bến xe đi. Bến xe đi đâu mới được. Cứ đi theo anh đi. Ha. Đi, để anh xách cho. Thôi em xách được mà. Đi. Cảm ơn anh nha. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Anh hai chờ em. Đại ca đoán như thần. Thần đi dự toán là tao mà. Nếu không làm sao tao làm đại ca tao mới được. Lộn mặt ra. Lộn mặt ơi. Lộn mặt ra. Ủa, hai anh định cua tôi hả? Không có được đâu nha. Mấy anh xấu lắm, không phải gu của tụi tôi đâu. Trời, anh cũng vậy nên anh xấu lắm, anh phải không gu của tôi đâu nha. Mình mẹ. Không phải thể má đâu. Mình bị lừa rồi. Tự nhiên tôi dính mèo nào tao hay nè. Dạ, tụi bên biển gạt rồi. Cái gì vậy, sao đây gạt? Trời ơi, lại quá rồi, phải ra tao. Dạ đi. Ủa sao đi vậy? Tôi má ơi, mà sợ má má. Ủa thấy có giùm tao đó. Nghe về nghe về nghe về một chút, sau cùng sắp về buôn làng đông đúc, làng trên sớm dưới ai cũng tấp nập, vậy là mới đây cũng hết một năm. Nghe về nghe về nghe về này. Vậy mày ngủ, để tôi ngủ, tôi mệt quá. Anh gây ra chuyện gì vậy? Anh nói cho em nghe coi. Với lại cái vali này từ đâu mà anh có? Tôi có gây chuyện gì đâu. Vali này, vali này cái anh có. Đừng có xạo em nữa. Em nói thiệt nha, chắc chắn là anh. Này, mẹ gọi nè. Mẹ ngồi mày nghe đi, tôi ngủ. Dạ, con nghe nè mẹ. Dạ có, anh Đức á, ảnh là vừa. Alo. Alo, mẹ con nè. Dạ. Bữa giờ con bận đánh bài. Đâu có, con đâu có đánh bài bạc gì mẹ. Con đánh vi tính á. Dạ, con đánh vi tính, con có học vi tính, con đánh, con tối con làm kiếm thêm. Dạ. À, Tết về chứ. Dạ, con với Dương về nữa. Dạ. À, Tết mẹ đừng có mua bánh mứt gì để con mua cho nghe. Mẹ mua rồi hay vậy thôi mẹ mua đi. Dạ dạ. Con đi đâu? Con đang dẫn Dương đi du lịch. Dạ. Dạ bữa giờ nó làm cực quá con dẫn đi du lịch. Dạ dạ. Thôi mẹ ngủ nha. Dạ dạ thôi Dương nó ngủ rồi. Dạ thôi nha mẹ. Dạ dạ. Vậy mà anh cũng nói được với mẹ hả? Chứ mẹ muốn làm sao? Mày muốn mẹ buồn hay là mẹ vui? Không biết nhớ đường về không nữa nè. Gọi điện thoại thì cũng không thèm nghe máy luôn á. Mẹ gọi mày nữa kìa. Không phải điện thoại em đâu. Nghe nữa. Mẹ gọi cho anh giờ này vậy? Bạn gọi hỏi thăm. Ngủ đi. Bạn làm cái gì mà mờ ám quá vậy? Mệt đi quá. Alo. Alo. Tao đi tới cái dòng xoay rồi. Rồi 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 rồi. Thôi nè. Bây giờ quan trọng là anh có nhớ đường về nhà em không? Mày nghĩ sao tao nhớ nhà mày vậy? Tao đi có một lần hả? Rồi 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 rồi. Em biết là anh thông minh rồi. Nhưng là thôi, bây giờ tóm lại là cứ chạy về đi nha. Về tới ngay đầu đường đó có cái quán tạp hóa đó. Rồi gọi điện thoại em chạy ra em rước rồi nha. Ừ. Rồi 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 rồi. Ừ thôi đi. Cứ máy đi. Nha. Mày đói bụng không? Không. Biết là tối nên tao mua một khổ mà. Hay quá hả? Tốt lành với em gái của mình ghê luôn á. Nói chứ tao gọi mua cho mày nè. Tao thấy mày giận tao không dám đưa. Tèm. Ngon lắm á nha. Nó không tèm mà. Em ghét anh lắm á. Em ăn cho bỏ ghét á. Ăn chưa? Ăn rồi. Em ăn hết đó nha. Thank you.
mà hút đâu mà. Chắc bụng mày ăn chưa no nên nó kêu quá. Nó tắt đâu rồi anh à? Nó tiếng chuông điện thoại á. Nghe không? Thôi tao ăn rồi. Thôi đi, nhìn cái mặt là biết rồi. Giả bộ chắc luôn. Anh lúc nào mày trả nhiều đồ ăn cho em. Nè thằng ấy, không mày mà ăn hết á. Bạn con tới chưa? Trời ơi, mày ăn mặc cái gì vậy? Bình thường mà con. Trời ơi, con thấy đâu có bình thường, cái gì mà áo dài rồi quấn 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 xăng 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 trên đầu nữa. Bạn bè con trên thành phố xuống, má phải ăn diện đi cho con nở mặt chứ. Mẹ ơi, không cần đâu, nó không có hợp với quê mình, nó cầu kỳ quá à. Thôi, lát mày thay ha. Dạ, là bạn này là bạn bình thường à. Ừ à. Trời trời. Ừ, nhìn dễ thương quá à. Mẹ muốn là tóc xong 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 giống con đúng không? Ừ, hai mẹ con phải giống nhau chứ. Ừ, hai mẹ con phải giống nhau. Ê, mẹ nấu đồ ăn nhiều lắm. Chị đãi bạn con. Trời ơi, bạn con về có người à, nấu chi quá trời vậy. Tiêu chí của mẹ là khi người nào đến nhà mình ốm như cây tâm, nhưng khi ra về là cái mặt phải tròn như cái mâm. Vậy mẹ mới chịu. Mẹ, anh Đức chứ có ai xa lạ đâu. Ủa, chứ không phải bạn gái hả? Bạn gái. Ủa không. Trời, con gái muốn lấy con đâu phải đơn giản mẹ. Trời ơi, con làm mày thất vọng quá. Con á, cái mặt già như trái cà rồi, chưa có mối tình dắt dai nào trơn. Trong khi á, lứa tuổi con á, nghe ấp này nè, người nào cũng có 3-4 đứa con. Thấy tao bồng con bồng cháu chảy nước miếng luôn. Từ từ, mẹ cứ chê con trai với mẹ hoài à. Nói mày nghe nè, con gái mà muốn lấy con á, là phải tài sắc vẹn toàn con mới chấp nhận. Con trai của mẹ có giá lắm á. Buông ra coi. Anh nói dẫn về nhà bạn anh mà anh dẫn con nghĩa địa vậy? Thì bạn anh nhà đi ngang ngang nghĩa địa. Ôi, mẹ coi. Đừng nói nha, bạn anh ở đây nha. Không hả? Bạn tao làm dưới đây. Đi ngang nghĩa địa mới tới nhà nó. Này, đi lạc đường á. Này. Gì? Anh nghĩa gì không? Đâu? Tư, đừng đi nữa. Mày đừng có nhát tao được không? Không có. Em nói thiệt ơi, em nghe có tiếng bước chân. Chân của mày với chân của tao nè. Không có, em nghe tiếng bước chân thiệt mà. Không có gì đâu, mày đừng có nhát, tao không có sợ ma đâu. Cái mẹ đét ơi nghe nè cô Úc, sơn cũng sắp về buôn làng đông đúc. Làng trên xóm dưới ai cũng tấp nập, vậy là mới đây cũng hết một năm. Cái mẹ đét ơi nghe đâu cô Úc, cái cô diễn viên họ Hồ dễ mến. Nghe đồn năm nay cô làm phim xuân, cứ nhắn mọi người về nhà ăn Tết. Tết đến rồi đây, một năm đã đi qua. Thấy người ta đặt vé xe về nhà. Có những nhành mai đặt cho bông sắc màu. Phố xưa tấp nập, cây lá ươm mầm. Chờ một năm mới về quê mình. 365 ngày rồi thật nhanh đã trôi qua. Khi muốn bước thật nhanh lên chuyến xe về nhà. Trời quay.